bị bệnh tật dày vò ở trong thân thể của mình, một căn bệnh nan y nào đó, và buổi tối hôm nay bạn có mặt trong căn phòng này, cảm thấy đau đớn, bác sĩ, mình đã cố gắng hết sức nhưng bác sĩ bó tay. Thì tôi muốn nói với quý vị rằng bởi vì Chúa đã tạo nên thân thể của quý vị, nên Ngài biết chính xác phải chữa lành nó như thế nào. Và đó là lý do vì sao chỉ cần một cuộc gặp gỡ với đấng tạo dựng nên quý vị sẽ được chữa lành một cách hoàn toàn.